cỡ 45 phút mà. Rồi. Có người mua nguyên con vịt. À, 48 ngàn thêm 10 ngàn mà ăn được hai loại. Chị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Ta sẽ chạy ra quận Tân Phú. Mà quận Tân Phú này thì giáp với quận 6, chứ không phải mé bên Tân Phú, Tân Bình. Chúng ta sẽ không phải review cái này. PM Phú Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Phú mới phát hiện được một cái địa điểm này ở số 250 đường Phan Anh, Hiệp Tân, quận Tân Phú. Nên cái khu này nó lại giáp ranh với lại Bình Tân với lại bên khu vực quận 6, cho nên là hương vị ở đây nó sẽ nghiêng về hương vị người Hoa, chứ không phải là nghiêng về hướng Tân Bình, hương vị Bắc. Chúng ta sẽ đi ăn ngày hôm nay là vịt quay Hồng Kông, gà quý phi, hay quay xá xíu, cơm gà Hải Nam. Đó, quán có tên là Sam Du. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng tìm hiểu. Quán bán từ tạng 8-9 giờ sáng cho đến tối 8-9 giờ nha. Thì giới thiệu với quý vị khán giả, đây là bạn Bình, chủ quán vịt quay Hồng Kông Sam Du. Dạ Sam Du. Vịt ra là cái gì ạ? Tiếng Hoa hả? Sam To. Sam To nhưng mà là cái gì? Sam To là cái gì cũng nhiều á, bán được nhiều, nhiều khách, mọi thứ được nhiều. Mà gọi tiếng Việt, vịt ra nói tiếng Việt nó là cái gì? Hai từ á. Hai từ đó mà là ba nhiều. Ba nhiều hả? Từ này mới nghe. Rồi thì bây giờ là Hú đang tến ngay cái lúc mà chuẩn bị lấy vịt ra để quán sẽ hỗ trợ để có thêm. Thực ra lấy vịt trước đó rồi. Rồi mời quý vị khán giả chúng ta xem và tìm hiểu thêm về quán ha. Rồi. Đây. Để lên đây nè, để lên đây. Ta còn lấy vịt nha. Ok. Rồi. Cái này là phải nhờ quán hỗ trợ đó, chứ mới có cảnh này. Tại vì quán đã làm xong rồi, sẵn tiện giờ nãy là mới tắt lò nên là phải để cái lò lại
coi như là thêm cho nó nóng. Cái này là mà như thế nào bình dạ. của mình á? À, bịch của mình là chuẩn bị là ướp qua đêm. Với lại 4 giờ sáng là tụi em bỏ vô bắt đầu quay. Quay để kịp buổi sáng bán. Tầm mấy tiếng hết xong. À, cỡ 45 phút mà. Tại 4 giờ sáng mình còn phải chuẩn bị những cái nguyên liệu gia nguyên liệu mà giống như người ta để chấm vịt đó. À. Là 4 giờ sáng là mình bỏ cái gia vị ở vô trong con vịt đó hả? Hay là sao? Không có. Ý nó là bỏ gia vị là tụi em bỏ sẵn rồi để ướp cho nó thấm gia vị để cho cái lò nó nóng xong rồi mình bỏ con vịt vào. Ủa là coi như là hiện tại mình đổi qua cái chỗ này á là dạ. mỗi ngày mình bán khoảng nhiêu đây con thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Tại vì mình cũng mới mở cỡ 2-3 tháng nay à. Mà cái vịt á dạ. thì phải như thế nào mới đúng yêu cầu của mình? Vịt là nó hôm nay hơi quá lửa chút cho nên con vịt nó hơi đậm. Nó thường ngày nó đẹp hơn vậy. Nó lên màu vừa đủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó hơi sậm rồi một. Nó sậm hơi chút. Thường là nó đẹp hơn. Nó màu giống cánh gián vậy, đậm hơn. Vịt của mình là bao nhiêu ký? Vịt của mình là một con tiêu chuẩn của bên mình lấy là 2,6 kg tới 2,8 kg. Là mình lấy chuẩn vậy luôn, chứ không có bao giờ mà nhỏ hơn 2,6 kg. Vịt của mình là lấy công ty không mà nên hả có kiểm dịch đầy, có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ. Mình không có mua hàng chợ, mình chỉ lấy của công ty thôi. Rồi. Có người mua nguyên con vịt. Vịt mình đây hiện tại là 330 một con. Dạ đúng rồi, 330. Ở đây có bán nửa con nữa quý vị. Dạ có. 170.000. Ai mua gốc tư em cũng bán luôn á. Nói chung là ở đây mình bán chiều khách lắm. Gốc tư cũng bán. Dạ đúng rồi. Tư bán sao? Gốc tư là 85.000 anh. 85.000 gốc tư. À. Bên em có hai loại vịt. Vịt Hồng Kông với vịt tiêu cũng đều đồng giá là 330 đó. Hồng Kông và vịt tiêu. Dạ. Bên em xài nguyên liệu là xài nguyên liệu của Hồng Kông không á, nên nó sẽ khác với những cái vịt vịt hiện xưa giờ mình ăn. Tại mình không có kim châm. Mình không có ở trong cái vịt đó là không có kim châm với nấm mèo. Mà cái con này em đang bán là dạ. tiêu nghe là Hồng Kông. Dạ Hồng Kông á. Hồng Kông. Tức là cùng quay trong một cái lô nhưng mà có con ở trong là dạ. hương vị là tiêu. Đúng rồi. Tụi em làm dấu ký hiệu thôi. À. Để mình biết cái nào là Hồng Kông, cái nào là tiêu đó. Lát chỉ ký hiệu hả? Dạ. Mùi thơm quá ha. Rồi, vịt này béo. Nhìn cái mỡ nó tươm kìa. Có mai quế lộ không? Dạ không. Ta thấy mùi nó thơm quá. Dạ. Tại tụi em xài nguyên liệu Hồng Kông không à. Nó sẽ khác chút xíu cho nên mới có tên gọi là vịt Hồng Kông á anh. Thơm ha anh. Tại tụi em cũng mới bán ở đây á nên tụi em bán cái giá là giá giống như cho mọi người được ăn thử kiểu giá vậy á, giá bình dân thôi anh. Còn những ngày mà cúng thì chắc là em làm nhiều. Dạ đúng rồi, hôm giống như hôm qua bán Đông Chí á, nhiều người đặt gà vịt. Tụi em có bán gà của tụi em là gà Quý Phi, nó cũng khác với gà ở đây. Nhưng mà kiểu giống như mình làm nguyên liệu á là theo kiểu dạng Hồng Kông nên mới tên gọi. Gái dạ. mình coi con gà. Quá trời. Rồi giờ mình coi cái tủ nha. Đây có heo quay xíu nữa.
Heo quay làm bán sao? Heo quay 100g 30.000. 100g 30.000. Đúng rồi. Heo quay này da giòn, để tới chiều nó cũng còn giòn cái da. Hiểu hả? Dạ đúng rồi. À, nhiều khách nó ăn xong rồi quay lại cho em được. Thấy em cũng bán, có bán thêm bánh mì heo quay nữa hả? Dạ có, giống như khách là nhà em, quán em gần cái lò nè, ai mua bánh mì heo quay là em ra lò em lấy liền luôn cho nó nóng. Cứ lấy về á, bánh mì nó để lâu á, nó thể nguội á. Này xa xíu kìa, để xa xíu luôn đi. Tiệm cơm dịch quay cho nên là mình muốn thiên về dịch nhiều hơn ha. Dạ đúng rồi, xá xíu bên em cũng bán 30.000 100g. Xíu này mới bao nhiêu gia vị rồi? Nhiều gia vị lắm anh. Trên 10 không? Cũng cỡ đó. Ôi cái màu đẹp ra vậy. Cái vị nó cũng ăn vô, nó cũng giống như kiểu mà mình đi ăn mấy cái bên nhà hàng của kiểu người Hoa anh. Tụi em làm theo là kiểu người Hoa nhiều. Xá xíu rồi đó. Dạ đúng rồi, xá xíu không anh? Tại vì em treo như đây bán xong rồi em đem treo tiếp á. Rồi, con dạ, gà này là gà quý phi. Tại vì tụi em làm theo ướp gia vị này nọ là theo kiểu bên Hồng Kông nó có cái tiệm bán gà quý phi á. Cái vị nó cũng khác với cái gà luộc ở đây luôn. Là ướp gia vị cho nó thấm như trong cái thịt đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình xài gà gì? Dạ, gà này mình xài gà ta không ạ? Nhiều con? Dạ 300 con anh. Dạ. Tụi em cũng có bán nửa con nữa, nửa con 150. 150. Dạ. Nói chung là khách khách mua nhiêu tụi em bán nhiêu à. Ai. Có một anh mua về cơm. Đó anh thấy không? Vừa heo mà vừa vịt nữa. Da nó giòn gụm luôn á. Bây giờ tới dịch. Này là dịch tiêu hả? Dạ, cái này là của Hồng Kông. À Hồng Kông, à con này nãy lấy dạ, lấy rồi. Cái sốt ra rồi. Dạ đúng rồi, em lấy sốt rồi. Thơm dữ. Wow, chặt đùi luôn hả? Dạ. Vậy là anh này à, anh ăn vậy là may mắn được có cái đùi nè. Dạ đúng rồi, tùy khách á, có khách lấy được đùi, có khách lấy được cái kia. Hộp này bao nhiêu? Dạ hộp này là 48.000. 48.000 có canh luôn không? Dạ có canh luôn. Có canh luôn tụi em cho canh. Có vừa heo vừa vịt. Rồi nói chung là bây giờ quý vị khán giả nhìn là chắc không biết cái nào là tiêu, cái nào là Hồng Kông đâu. Dạ. Em ký hiệu ở đâu vậy? Dạ tiêu em ký hiệu như vậy để cho em dễ phân biệt. Dạ. Là em để cái xiên lên, chẳng cái xiên bằng sắt giống như xiên bụng á. À bằng sắt lên trên để em phân biệt được nó. À, là cái xiên trên đầu á là, dạ, là có. Dạ có xiên trên đầu là tiêu rồi. Rồi anh cắt đi. Rồi, dạ này hiện tại em cắt cho khách em. Chỉ là nước gia vị nên nước sốt thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nước không sốt có... nhưng mà nguyên chất của con vịt đó anh. Ừ. Không có những cái nấm như là ấy, dạ, tiêu đúng rồi. Nhiều ha. Dạ. Này là tiêu kiểu Hồng Kông luôn hả? Dạ đúng rồi, tiêu kiểu Hồng Kông luôn anh, đúng rồi. Tại vì hiện tại trên thị trường nhiều chỗ bán tiêu quá thì mình cũng phải món nó lạ lạ để cho mình thu hút khách đó. Này. Rồi, quên nữa nãy giờ hỏi mày lời cái là bình là, dạ, là cái này là mình đi qua Hồng Kông học hay sao? Đâu không có, tại vì em có cậu á, cậu em chỉ chỉ cho gia đình à, người nhà làm. Tức là cũng có mấy người bán luôn hả ngoài bình? Dạ đó, đúng rồi. Là em trai em với em. Với mẹ. Là sốt tiêu với dạ, lại sốt vịt quay thì nó chỉ khác cái sốt, còn phần dạ, bên ngoài dạ, bên ngoài giống nhau ạ. Ừ. Chỉ có khác được cái sốt ở bên trong bụng á, bụng của con vịt đó. À. Với lại cái mình làm nó thấm á thì con vịt nó cái nào tiêu thì nó sẽ có mùi tiêu nhiều hơn. Ừ.
Mà cái mùi này nó không thơm bằng cái mùi con vịt quay Hồng Kông ha. Cái này nó thơm mùi tiêu nhiều. Dạ đúng rồi. Cái kia nó thơm một cái mùi kiểu đặc giống như đúng. Rượu mai quế lộ đó mà dạ. Nãy bên nó không có. Dạ không có. Ba. Học cái này bên học mất bao lâu? Dạ. Mấy tháng anh? Dạ. Dạ. Cái nào lâu nhất chắc là cái kỹ thuật quay. Dạ đúng rồi. Nói chung là mình cố gắng mình học á. À, chú còn bán không? Cậu mình không có bán. Cậu mình lớn tuổi rồi cho nên truyền lại cho tụi em á. Ờ cái này có là năm loại. Dạ, này là năm loại gì? Gia vị này là nước sốt của tiêu đen á. À. Dạ tiêu đen. Tiêu đen. Dạ. Còn cái này là nguyên chất. À là mình sẽ pha thêm cái đó vô. Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà nguyên chất không á thì nó sẽ rất là mặn. Mặn. Nên mình pha vô để cho khách ăn nó vừa khẩu vị hơn. Ồ. Với người Việt Nam mình. Còn cái bên. Cái này là nước sốt. Sốt mà heo quay. Heo quay. Là bánh mì cũng trang nước sốt này vô. Dạ đúng rồi. Cái này đặc trưng kiểu mà giống như dạng mình làm theo kiểu dạng Hồng Kông đó. Nên không có ít người bán theo heo quay mà cho nước sốt này lắm. À. Thường người ta ở ngoài bán heo quay là cho mấy cái nước sốt là kiểu sốt giống giống sốt giống giống mấy tỏi. Cái vật vậy có tỏi. Còn cái này của em là nó khác. Này lạ. Dạ. Rất là đặc biệt lắm. Gọi mọi thứ một tí. Rồi. Đây. Còn loại này là nước sốt xá xíu. Xá xíu ở ngoài á, thì anh thấy rất là đỏ và nó rất là lỏng. Còn tụi em làm theo nguyên liệu rất là ok nên nước sốt nó sẽ đặc đặc như vậy nè. Để khách ăn vô nó đậm gia vị hơn, nguyên chất hơn. Loại này là tụi em gà đúng không? Dạ đúng rồi, chấm gà là gừng, mắm, nước mắm gừng. Người Việt mình là gọi là nước mắm gừng. Ừ. Là kiểu cơm gà Hải Nam. Dạ đúng rồi, kiểu cơm gà Hải Nam á, ăn chung với mấy gà chấm vô á. Ừ. Nó sẽ ngon hơn, đậm vị gừng. Loại này là nước chấm của Hồng Kông, vịt Hồng Kông. Vịt Hồng Kông. Dạ. Là cũng này, pha luôn. Dạ đúng rồi, cái này nguyên chất của em, tụi em cũng pha luôn, pha cho khách ăn vừa miệng với người Việt Nam của mình á. Ừ. Dạ. À, giờ pha này. Của cái vịt quay hồng mà cái gì quay tiêu. Vịt quay tiêu á anh. Tại vì khách bên em thì người ta thích hai món tiêu với Hồng Kông nên em bán cũng ok. Mua nguyên con là coi như gần như phải lấy hết cái nước vịt của dạ, con đó đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nếu mua lẻ thì mua lẻ. Mua lẻ thì em cho ít hơn chút. Tí á. Dạ. Chứ mình đâu có lấy cái sốt khác thế rồi đúng không? Dạ đúng, không có lấy sốt khác. Tụi em lúc nào cũng lấy sốt nguyên chất hết á để cho hả khách ăn được cái vị của trong con vịt. Dạ. Nếu mà mình lấy sốt khác nó sẽ không có ngon bằng sốt ở trong con vịt á, tại vì mình bỏ sốt trong con vịt và ướp gia vị thì nó sẽ thấm mấy cái mùi vịt ở trong đó rồi. Nên lúc mà sốt nó chảy ra thì nó sẽ đậm chất nguyên chất hơn và đậm gia vị hơn. Dạ lý do Phú hỏi là tại vì thấy mình có bán lẻ nè, dạ, đúng rồi. Tư lửa nên phải hỏi cái vụ sốt dạ. Nó xem có bị thiếu hay gì không? Không, tại vì nguyên con vịt của tụi em làm á ở trong đó được rất là nhiều sốt. Ừ. Tụi em bỏ rất là nhiều sốt để cho con vịt nó thấm. Ừ. Và có nhiều nước sốt để cho tụi em được bán lẻ luôn. Để khách ăn được những cái nguyên chất ở trong cái của con vịt ra. Rồi, ủa bây giờ là mình đang làm dĩa gì cho khách vậy? Dạ, dĩa vịt đó anh. Vịt. Khách đặt một dĩa vịt gà với một dĩa vịt không, hai dĩa. À, vịt gà là hai cái luôn. Dạ đúng rồi. Hai món là 48.000, còn một món là 38 đồng giá hết. Giống như là heo quay xá xíu, cơm heo quay cơm xá xíu, cơm gà quý phi với là vịt quay là 38.000. Còn là cơm hai món là 48. Còn cơm ba món á, cơm ba món là 58. Ủa? Cái cơm này cơm trắng hả? Dạ không phải, cơm này là cơm tụi em nấu bằng nước gà, nước gà. Ờ có mùi gừng nè. Với mùi gừng nữa, gừng xả nữa cho nó thơm á. Mà sao em làm màu trắng?
Dạ không phải, tại vì tụi em không có bỏ màu để cho. Tại thường thấy gà Hải Nam thì nó là về dạ, nhẹ. Cái đó có thể là người ta bỏ bột nghệ á, nhưng mà em không có bỏ. Em nấu nguyên chất vậy á, để cho người ta dễ ăn. Dạ. Cơm này có gia vị nước luộc gà và dạ, đúng rồi. Nha quý vị khán giả ơi. Đây gà Quý My. Dịch luôn. Dịch có hai loại nha quý vị khán giả. Quý vị khán giả nào ăn tiêu thì mình lấy tiêu, ăn Hồng Kông thì nói lấy Hồng Kông nha. $18,000 thêm $10,000 mà ăn được hai loại. Ai muốn ba loại mình có thể luôn. Quán bán giá vậy dễ ăn ha. Ai ăn nhiều không được mình có thể ăn được hết. Rồi, rất là tiện. Đây là rồi, tới dĩa dịch luôn. Đây, phụ. Dịch xong à? Đó. Dịch là 38 đúng không? Dạ, dịch không là 38, đó, hai dịch. Món là 418. Dịch không là 38. Rồi, bây giờ ăn rồi, đói bụng quá. Bây giờ là ăn sáng vừa ăn trưa luôn á. Thường Vũ đã gọi một dĩa cơm dịch quay nè, đúng 38,000. Và gọi những cái đồ ăn thêm, cũng như là một con dịch. Rồi. Đó, dĩa cơm 38. Rồi. Đây là dĩa đồ ăn. Thì Phú đã gọi mọi thứ một lạng. Nhưng mà riêng về gà và vịt là không có bán lạng đúng không? Dạ đúng rồi. Gà vịt là tụi em bán 1.4 là ít nhất. Dạ đúng rồi. Hồi nãy anh lấy cái đùi không thì em có bán, em bán sao? À, đùi không là 40 anh. À, có bán đùi vậy dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Cứ 30,000 lạng ha. Dạ, đúng. Thịt xá xíu với em quay. Rồi. Đây, đây là cái gốc tư của vịt tiêu. Rồi còn một nguyên của con vịt Hồng Kông nữa. Ra về trước đi, để bạn chặt rồi bạn ra dĩa. Rồi thì đây là không gian ở trong quán. Nói chung là không gian thì rộng thoáng nhưng mà mới chỉ có khoảng 4 bàn thôi. Đó, và cho nên là nếu mà Phú không biết là nếu mà đông thì khách sẽ ngồi thêm như thế nào. À, chắc sẽ bày thêm hai bàn nữa. Và kế bên có quán cà phê. Đó. Rồi trên tay Phú là menu ha. Cứ một phần cơm là 38,000, hai món là 48, ba món là 58. Gà vịt là 300,000 một con, có bán nửa con, có bán gốc tư luôn. Rất là dễ để cho quý vị khán giả có thể mua. Không có sợ mình phải bị mua nửa con một con. Rồi, cho Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức cơm vịt quay Hồng Kông. Rồi, Phú xin báo giá lại từng phần nha. Đây, cơm vịt quay 38,000. Với 38,000 chúng ta có thể thưởng thức món vịt quay rồi. Rồi, còn đây là gốc tư vịt Hồng Kông, vịt tiêu. À, cái kia là vịt Hồng Kông. Rồi, cái này là mọi thứ một lạng, xá xíu và heo quay. Rồi gà là cũng bán gốc tư với lại đùi lẻ. Đó, này 40,000 ha. Đó, rồi đây nguyên một con vịt quay Hồng Kông. Nãy Phú nói lộn, vịt là 330, gà mới là 300. Mà đây là 5 loại sốt.
chắc là mình sẽ ném sốt trước đi ha. Rồi bây giờ ném sốt này trước bạn. Để bây giờ mình đi từ bên đây đi. À, cái sốt xa xíu nè. À, mình sẽ ném lên miêu tả trước cái vị. Cái sốt xa xíu này á, nó sẽ nghiêng về vị ngọt. Nó ở đây bạn làm cái vị thực ra Phú ném rồi. À, coi như là những cái hương vị nó đều rất là có cái nét riêng. Như cái sốt xíu này thì nó sẽ có kiểu có sốt cà trong đó nữa. Nó có cái mùi cà, mùi cà. Rồi đây là cái sốt heo quay. Nó ngậy nha. Nó sẽ nghiêng về cái tương đen nấu của mình. Cái tương đen sệt. Nhưng mà nó có thêm một cái gia vị gì đó. Ăn nó sẽ có bột bột một tí. Nó thơm và có một chút chua chua của cái sốt này. Rồi đây là sốt mắm gừng ăn gà. Cái này thì nó sẽ hơi mặn một tí. Nhưng mà thơm gừng. Cái hậu nó hơi mặn mặn một chút đắng đắng của cái gừng. Còn đây là sốt tiêu. À, nó tiêu loãng nha. Thơm, dịu, nó không có quá mặn. Nó vừa chạm cho mình cảm nhận đủ cái hương vị nồng cay của tiêu. À, có một chút ngọt ngọt. Đây là nồng công. Ok chứ. Nồng công vậy miêu tả làm sao ta? Thơm à. Lấy mà nói về cái Hồng Kông này, trời trời vừa nếm vô xong rồi qua wow, Hồng Kông bên Hồng sợ lớn luôn à. Thơm. Thơm như cái mùi mà Phú nói giống như rượu mai quế lộ vậy đó. Mặn mặn, ngậy ngậy. Cũng thanh, nó không có quá mặn. À, cảm giác nó à, mình ăn vô nó sẽ có những cái huyết trong cái con vịt đó, nước chảy ra nó quyện như trong cái này. Năng là nó có cái độ bùi ngậy. Đây ăn cơm. Hơi tiếc là cái cơm này nếu mà đối với những quý vị khán giả nào thích ăn đào hoa thì chắc sẽ thích cái cơm nó màu vàng hơn. Đó. Cơm này thì rất là dẻo nha. Dẻo mà nó hơi dính. Dính luôn á. Có hương vị gừng, có gia vị, có cái gia vị của cái nước ruột gà trong đây. Nhưng mà nếu được tôi sẽ nói bảo quán rất là bự. Cái cơm này nó phải khô, nó rời hơn một tí. Nhai nó ăn sẽ đỡ ngán hơn. À, ta ăn vịt quay tiêu trước nha. Thơm béo rồi. Chấm. Thật ra mấy cái vịt quay ăn phần bên ngoài nó gần gần nó giống nhau. Quan trọng là cái sốt để mình chấm cùng. Không quá mặn. Khi chấm vô á thì giờ cái sốt này á phải tăng thêm cái độ cái tiêu nồng thêm nữa. Ăn nó sẽ đậm đà hơn cái vị tiêu. Lộn da. Đó. Đó, tách mỡ kỹ rồi, chảy hết mỡ. Giờ mình đang chuyển qua món vịt quay Bắc Kinh. Chỉ cần có bánh tráng cuốn. Giòn. Dai dai. Đây, heo quay ở đây thì vừa thịt vừa mỡ, xen kẽ. Vô quá nạt không. Gỡ giòn như bánh vậy. Ở cái heo quay này thì Phú đánh giá cao của phần da nha. Nhưng mà còn cái phần thịt á thì cái gia vị nó đậm hơn nữa thì ăn nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Ăn nó còn hơi nhạt, nó vẫn mình cảm nhận cái thịt thôi. Đây xa xíu nè. Thứ ăn không giờ ngon rồi. Không cần chấm luôn á. Đậm. Đây xa xíu. Thứ nó ngọt quá. Ăn không cũng thấy là ngon rồi. Nhưng có chấm này chấm ít thôi. Để nó tạo thêm một cái hương vị khác thôi. Bớt cái sốt cà thì không nghĩ là chắc ok. Hay gà quý phi. Quý phi thì mình phải ăn sao? Quý phi thì mình phải cầm tay nó quý phi lên. Gà quý phi thì sao thấy nó ngộ vậy? Tự nhiên người thượng muốn làm quý phi. Mềm không? Mềm. Béo lắm nha. Có vị không? Có. Vị nó sẽ
mặn, thịt mềm, béo, dần sẽ chấm, bỏ bớt cái phần mỡ. Miếng cơm dằn bụng. Sáng giờ chưa ăn cái gì. Sáng quay xong, chấm với sốt gà. Nó thịt nó mềm mới rồi. Quá đã. Câu rồi, hết luôn cái đùi luôn. Rồi, bây giờ mình ăn cơm dĩa này hay là ăn cơm vịt trong đây ta? Vịt nào cũng giống nhau. Giống nhau thôi. À. Cho mọi người coi nè. Đây. Rồi. Xé thử cái lớp này coi. Nhưng mà cái da này sao thấy nó dày hơn mình cái da con kia ha. Về cái độ thơm khi mình ăn lẻ vịt á thì cái tiêu nó thơm hơn, nhưng mà về cái chấm cái sốt á thì cái sốt này nó ngon hơn cái sốt tiêu, ngon có thể thơm hơn cái sốt tiêu hả, đúng rồi, sốt hồng trong thì nó ngon hơn. Rồi sốt tiêu khi chấm á thì nó lại nó mất đi bớt đi cái mùi tiêu, cái này vẫn giữ được cái độ đậm đà của cái sốt, cho nhiều tiêu hơn thì sẽ ngon hơn. Này cảm giác nó thấm hơn. À, một phần cơm 38.000 chúng ta sẽ có cái canh nữa. Canh thì mỗi ngày mỗi đổi. Ăn chén thứ hai tính tiền nha quý vị khán giả. Đó, nếu mà để mà tổng thể bây giờ muốn suy nghĩ người ta sẽ hơi khó. Tại vì nó đúng là món người Hoa. Nhưng mà như bạn Bình có chia sẻ với quý vị khán giả là nên theo kiểu Hồng Kông và cũng có biến tới để cho hợp với người Nam mình. Thì cái xá xíu thì nó sẽ dễ gần hơn. Còn đa phần các món còn lại á, thì cái hương vị nó sẽ có một cái vị thơm lạ, nó rất là riêng. Sợ là không biết là Phú đang là sợ là không biết là có hợp vị theo kiểu của người Sài Gòn hay không nha. Tại nó sẽ có thể nghi về Hồng Kông, vị Hồng Kông nhiều hơn. Đó. Đó, quý vị nghe không? Cơm ở đây sẽ hơi dẻo dính ha. Vô. Ủa thí dụ hết dịch vậy rồi sao? Mình bán tới tối lận mà. Dạ, làm thêm mẻ mới. Là giờ là chót đầu chuẩn bị để làm bán rồi đúng không? Rồi, quý vị khán giả nào yêu thích món Hoa, muốn thưởng thức thử cái món vịt quay Hồng Kông này là cái xá xíu hay là cái vịt sốt tiêu ở đây thì ghé đây thưởng thức thử xem có hợp cái khẩu vị của mình không. Thì nãy Phú đã cũng chia sẻ rất là gán, cũng quay nhiều món cũng áp lực lắm tại phải quay, chia sẻ được cái hương vị của quán cho quý vị khán giả cùng nắm. Đó, thì cũng cảm ơn Bình đã hỗ trợ anh. Dạ, để quay clip gửi đến cho quý vị khán giả. Thì hy vọng là sau khi clip lên thì coi xem có cái gì mình cần thay đổi, mình điều chỉnh, dạ, thì điều chỉnh để cho quý vị khán giả thực khách đến thường xuyên hơn. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.